Xin chào các bạn. Bữa nay vợ mình đi chợ, mình cũng chưa biết là vợ mình mua món gì để ăn nữa. Mình sẽ một chút xíu nữa mình sẽ coi món gì mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nha. Gì hủ tiếu à? Dạ. Ủa sớm giờ máy ở đây, tưởng đâu đi đâu. Sáng em ăn chưa? Sáng chưa ăn sáng hả? Không có miếng gáo không Nguyên không? Gì cá hồi à? Sướng chuyên gia là cá hồi nè. Mua trong siêu thị. Canh chua. Kho khóm. Cái gì? Kho khóm, kho lạc á, kho khóm. Cá này kho khóm hả? Ừ. Nấu đó, không nấu canh chua. Thường nấu canh chua bắp chuối rồi. Ừ, chua bắp chuối cũng được mà thôi. Canh hoài thôi mẹ nó. Có bị trộn mau với chị. Giá không? Nè không? Không. Này chị hai nấu hủ tiếu. Ăn ké ăn tô. Ít thịt thôi. Cho nguyên cục á. Ở này. Thấy không? Cho đậu vô không ăn. Thôi. Cho bảy giá nha. Rồi mà cúng đi chạy là đỡ. Chạy ra ngoài. Tâm hơi bự bự không hả? Hôm nay thì vợ mình đi chợ mua cá chạch. Cá chạch về kho nghệ. Dạ. Cá chạch kho nghệ là một tuyệt phẩm. Bạn thấy là cây mận nào nó cũng rụng. Nó cũng bị sâu với dồi nó rụng. Cái cây khế tàu này các bạn, trái nó cũng nhiều lắm nhưng mà nó ít hơn rồi lúc trước rất là nhiều. Nó cũng bị sâu với dồi. Các bạn thấy trái nó là các bạn thấy mê liền. Một chùm rất 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 là nhiều trái mà nó mọc là từ dưới đất luôn lên tới trên ngọn. Mà cái sau này nó bị thưa rồi, nó không còn như lúc trước. Đó, các bạn thấy bông nó mọc nè, tới trên đây luôn. Cho các bạn coi cái gốc nha.
Đây, bạn thấy dưới gốc nó nguyên một chùm không? Trái rất là nhiều. Nhưng mà nó hồi lúc mà nó mới có là nguyên một cái về vậy là trái không, các bạn nhìn không có thấy được cái cây nữa. Sau này thì nó lưa thưa. Cá chạch kho nghệ là một trong những cái món mình rất là yêu thích. Sau này không còn cá chạch ăn chắc là buồn lắm. Cái này mình kho bằng bột nghệ ha. Mình khoái ăn mà kho cái nước nó lỏng bỏng giống như là canh ngót vậy đó. Còn cái kho mà nó như kho cá bình thường á, mình không thích. Nước mắm. Nước mắm. Bột ngọt. Bột ngọt. Đường. Cái này mình kho ít nước mắm thôi, cái độ mặn nó vừa. Này kho lạc khỏi ba muối, hồi nó nứt cái bụng ra nè. Thêm không? Thêm nước không? Thêm. Giống như canh mặn vậy đó, nó phải nhiều nước. Mình kho mà nó sệt sệt lại là ăn kỳ lắm, ngộ lắm. Con cá chạch mà ngộ nó không giống mấy con cá kia. Bỏ miếng gốc hành vô cho nó thơm trước đi. Mình phải mình nói chuyện cho nó ngứa cổ họng cái nó ho, các bạn thông cảm nha. Cả này mới đi xin về các bạn, bây giờ đi trồng. Giờ không biết trồng đâu đây. Giữa đó, giữa ranh. Đó giờ thì chưa trồng nào. Trồng thử coi. Này như canh mặn. Ừ. Hết chạch là nấu như canh mặn vậy đó. Chứ em kho mà em bỏ muối, nước mắm nhiều ăn đâu có được.
Lần đầu tiên bữa hổm em mới ăn được con đó, giờ đâu biết ăn nó đâu biết kho. Kho lạc vậy nè, nó mới ngon. Cái này là nước mắm thôi chứ không có miếng muối nào hết trơn. Nãy miếng mắm, miếng bột ngọt, miếng đường rồi. Nay mình tiếp tục đi hái đậu rồng rồi các bạn. Sắp hết mùa đậu rồng rồi. Đậu rồng này mình sẽ ăn với bầu luộc. Hồi hôm kia kìa hái một trái nó nhỏ xíu bằng ngón tay à, tưởng đâu là nó non lắm, để vô họng cắn cái một nó cứng ngắt luôn. Vậy là bánh nó già hát. Gâu tôm nấu với ruột bầu. Cũng là ngon đó hả? Ăn hết con tôm rồi. Ăn nó đã. Bầu bự là bầu gần 9 tháng 10 ngày rồi. Bầu mấy bự, chỉ nó bầu bự mà. Bầu nhỏ là bầu qua 4 tháng. Đậu rồng bỏ sao? Rồi mời các bạn vô dùng cơm nha. Cháy quá ngon luôn. Cơm đi con. Đó rồi. Khắn. Dạ. Này cơm sớm à. Nè uống miếng đi. Còn cơm cháy đâu Quy đâu rồi? Cũng ngại gần. Em ăn thử coi. Nó không kỳ. Chắc có lợi ha, có lợi gì? Không lợi. Nó ngon. Con chiên là con muốn khoái ăn thật không? Chiên ăn còn không ngon. Em ăn về coi khác em kho không? Nặt nhắc. Đây nó mặn nha bà. Chấm. Lạc. Kho lạc lạc vậy mới ngon chứ kho mặn đâu ngon. Đúng rồi. Chứ con kho mặn mặn, anh Vinh nó nói kho gì kỳ không? Thà là kho khô cá kia chứ cá chạch này kho mặn, kho mặn ăn không được. Mặn mình chấm vô. Nó tôm. Muốn mặn thì lấy nước mắm đi em. Chấm riêng thôi. Cái thịt nó còn không có hạt thôi, sống rồi. Tự cái da nó cứng. Lấy dâm miệng cho ngờ. Đồ ngủ hết ăn đúng không? Ừ, cơm cháy. Cơm cháy này có thôi thu vẹt á, chấm chấm ăn cũng ngon.
chuối, lá chuối còn mấy lá chè, cái nào cũng được hết. Mà trà lá chuối là không hết, chân nhớt không còn miếng nhớt, đó chân ném xì luôn cá ném xì luôn. Cái chắc ngủ nó ra lắm, trà. Vô được. Này phải xem nước vô nhớ ướt. Mời ông cắt bé bán cắt cặp này đó được bẹt đi bắt nó mắc ham nó tới mùa cả là lúa nó chắc nước chắc xuống nước nó gỗ mà nhóc mỏ là nó chỉ đánh ham nhóc mỏ là nó tui lắm tước gà rốt cắt khúc khúc để đi đồ bên như cuốn vào nước cái để mở ủng nó gỗ đồ ăn trần cái ăn thống ăn được cắt mỏ mà xào ăn cái chập này mà chai nước là nó mất hết phần nửa cái ngon rồi. Giờ lanh lảnh còn ngon được. Làm sao? Đập tỏi, cái dầu đập tỏi vô và thơm cái đổ cái mồi, nó đổ hồng vịt, đập hồng vịt để vô, đổ cái mồi vô. Vậy là. Khó quá. Để nguyên nha sao đi. Hôm nay là anh hậu ngoại ăn ăn cái màu làm mấy hồng vị thân nó làm ra. Cái hàng đó cũng biết chế bí nha món ăn lắm. Lần trước. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo.